Thân cỡ mấy cũng đừng dại dột khoe khoang thứ này. Quý vị thân mến, Bacon từng nói kẻ khoe khoang sẽ bị người khôn ngoan khinh thường, được kẻ ngu xuẩn ngưỡng mộ, gặp phải kẻ xu nịnh, nịnh hót, đồng thời họ cũng trở thành nô lệ cho chính những lời khoe khoang đó của mình. Đôi khi, khoe khoang là biểu hiện của sự thiếu tự tin tột độ. Vì trong hiện tại hay quá khứ, chúng ta từng thiếu thốn vật chất, tình cảm, năng lực, kinh nghiệm, nên sau khi có được thì phải khoe ra để ngụ ý với mọi người rằng mình sở hữu được những thứ đó rồi. Nhưng thật chất, khi bạn đang khoe mẽ, người nghe chỉ đang đánh giá bạn là một người có tư duy thấp kém, thậm chí có phần kém sang. Nếu chính bạn hay ai đó đang không ngừng khoe về ba thứ này, thì chính những lời khoe đó sẽ khiến các bạn mãi ở tầng lớp thấp trong xã hội. 1. Khoe khoang của cải vật chất. Của cải không lộ ra ngoài. Đặc điểm của người giàu thường là ẩn mình, tĩnh tâm, không tham công tiếc việc, không khoe khoang rầm rộ. Ai cũng từng nghe thấy điều này, nhưng không phải ai cũng làm được. Những người có đẳng cấp càng thấp thì càng thích chứng tỏ mình giàu có để thỏa mãn sự hư vinh của mình. Những người thực sự giàu có luôn biết tài sản của họ vẫn luôn ở đó, trong khi những người mới phất lên nhờ cơ hội tốt lại thích phô trương tài sản và tiền gửi tiết kiệm của mình. Những người ưa khoe mẽ nghĩ rằng họ có thể được công nhận bằng cách khoe khoang sự giàu có của mình. Nhưng thay vì được tôn trọng, những người khác sẽ chỉ nghĩ rằng họ thật nông cạn. Hơn nữa, một khi họ bị những người có ý đồ xấu nhắm tới, sẽ có thể gây ra những phiền phức không đáng có và khó đảm bảo được an toàn cho bản thân. Những người có đẳng cấp quan tâm nhiều hơn đến nội hàm, cốt cách, tầm nhìn, học vấn, kiến thức và kinh nghiệm, vì đó là những thứ không phải cứ diễn là có được. Đây là lý do tại sao một người giàu có khi đi một đôi giày vải $3 cũng được coi là hàng hiệu, trong khi những người bình thường đi giày hàng hiệu cũng bị coi là hàng nhái cấp cao. Quần áo bên ngoài không khác gì một nhãn giá vô nghĩa, và những người thực sự giàu có sẽ không phô trương sự giàu có của họ để được người khác công nhận. Vì vậy, đừng kết thân với những người thích khoe khoang sự giàu có của họ, bởi vì bạn không phải là người thấp kém. Đừng tự hạ thấp mình để thỏa mãn sự phù phiếm. Nếu kết giao với những người tham hư vinh như vậy, chẳng mấy chốc bạn sẽ trở thành một người không có nội hàm giống như họ. 2. Khoe khoang quá khứ đã qua. Dù là một doanh nhân có tiếng ở Trung Quốc, nhưng Jack Ma không bao giờ nghĩ mình lại có được thành tích rực rỡ như vậy. Những người thực sự thành công sẽ không tự mãn và tự hào về những thành quả đã đạt được trong quá khứ, mà họ sẽ nghĩ về tương lai và không ngừng làm mới những thành quả trong tương lai. Họ sẽ không ham hố những thứ được và mất trong quá khứ, mà chỉ chú ý đến những thay đổi ở sau này. Khoe khoang quá khứ chỉ cho thấy rằng bạn đang làm không tốt ở hiện tại. Trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc, có một ông bác là sinh viên đại học duy nhất thuộc thế hệ cha ông của dân trong làng. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông bác này về quê đầu quân cho Cục Bảo vệ Môi trường. Mỗi lần bà con họ hàng tụ tập, ông ấy lại tỏ ra khinh bỉ, coi thường những người họ hàng này. Ông chót quên rằng ông được như ngày hôm nay là nhờ chị gái ông từ bỏ cơ hội học đại học của mình để làm thêm kiếm tiền nuôi ông ăn học. Hơn nữa, ông ấy đặc biệt thích chia sẻ những suy nghĩ và hiểu biết của mình ở trên mạng xã hội, ngụ ý rằng anh ấy giỏi hơn các bạn cùng trang lứa. Sau buổi họp lớp với các bạn thời trung học, ông ấy đăng một trạng thái, nói là mình là người duy nhất trong lớp đậu đại học. Theo thời gian, không một ai bấm like những bài đăng của ông ấy nữa. Khi gặp một người như vậy, hãy tránh xa càng sớm càng tốt, vì họ chẳng có tác động tích cực gì đến cuộc sống của chúng ta. Một người nghiện thành tích trong quá khứ chỉ có thể trở thành một người tí hon biết di chuyển, chứ không phải một người trưởng thành biết suy nghĩ. Kết thân với người như vậy cũng sẽ kéo chính chúng ta vào hố sâu của sự hão huyền. 3. Khoe khoang cuộc sống đời thường. Thực tế, cuộc đời luôn có những người bất hạnh, nhưng họ luôn giả vờ ra vẻ hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, một sinh viên đại học kết hôn với một phú nhị đại giàu có. Ngày nào cô ấy cũng khoe cuộc sống sang chảnh này trên mạng xã hội. Nào là ảnh du lịch, ảnh đồ ăn, phong bì đỏ, nào là những món quà xa xỉ do chồng tặng. Trong một thời gian dài, ai cũng nghĩ rằng cô ấy sống rất hạnh phúc. Trong một buổi họp mặt của câu lạc bộ ở trường đại học, một người bạn đã nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ và cổ tay của cô ấy. Các bạn ai cũng lo lắng, không biết liệu cô ấy có bị bạo lực gia đình hay không.
Nhưng cô ấy nói rằng những vết thương đó chỉ là do cô vấp té mà thôi. Hóa ra những bức hình thể hiện tình cảm được cô đăng tải đều là diễn kịch cho những người xung quanh xem. Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục đăng tải một số hình ảnh xe sang và ảnh du lịch lên trang cá nhân. Mỗi khi thấy những bài đăng như vậy, ai cũng cảm thấy buồn và đau lòng thay cho cô. Những người sống trong ảo tưởng như vậy thường hão huyền và tự trở thành biên đạo cho cuộc sống của chính mình. Họ không sẵn sàng chấp nhận thực tế, nhạy cảm và đa nghi, nhút nhát và yếu đuối. Kết thân với những người như vậy sẽ chỉ khiến ta càng thêm mệt mỏi. Những kẻ tự cao tự đại không bao giờ được lòng người, còn những tên khoe mẽ phô trương thì không bao giờ có được thành tựu to lớn. Cuộc sống này là của chính bạn, bạn không cần phải phô trương với người ngoài làm chi cả. Của cải tồn tại một cách khách quan, bạn không cần phải chứng minh cho người khác thấy. Quá khứ là trải nghiệm thực tế của bạn và không ai có thể xóa bỏ nó. Vì vậy, bạn không cần phải tự lừa dối bản thân để được công nhận và thỏa mãn cái gọi là hư vinh. Càng thích thể hiện thì càng chứng tỏ bạn là người thấp kém. Nếu xung quanh bạn có những người như vậy thì hãy tránh xa họ sớm nhất có thể. Quý vị thân mến, người giỏi cũng giống như sư tử, là chúa Xuân Lâm, rồi chẳng cần gì phải khoe khoang, chẳng cần chứng tỏ. Bạn muốn biết nội tâm một người thiếu thốn về cái gì thì hãy xem người đó khoe khoang về cái gì. Còn nếu muốn biết một người tự ti về cái gì thì hãy xem người đó cố che giấu cái gì. Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn biết sự khác nhau giữa một người thích khoe khoang và một người muốn tìm cơ hội mới. Một anh thanh niên lực lưỡng dắt theo một con chó ngao Tây Tạng thuần chủng trị giá cả mấy trăm ngàn đô la đi dạo. Gặp ai anh ta cũng khoe chó to khỏe, không phải ai cũng có thể dắt được nó. Đúng lúc này, anh ta nhìn thấy bên đường có một ông già hói đầu ngồi cạnh một con chó rụng gần hết cả lông. Con chó ngao của anh ta nhìn con chó của ông già gầm gừ sủa vang, nhưng con chó của ông già chỉ liếc con chó ngao một cái rồi chả thèm quan tâm. Anh thanh niên bực mình liền nói, ông ơi, chó của ông to như thế, nó thuộc giống chó gì vậy? Cho hai con chó đấu với nhau thử xem, nếu chó của ông thua, ông trả cháu 5 đồng, còn nếu chó của cháu thua, cháu trả ông 20 đồng. Ông già trả lời, tôi đang lo tiền ăn cho nó vào tháng sau đây, hay chúng ta cược lớn hơn một chút. Chó của ông thua, ông trả cháu 50 đồng, còn chó cháu thua, cháu trả ông 300 đồng. Anh thanh niên bực mình nói, đừng trách cháu không nói trước cho ông biết, chó của cháu là chó ngao Tây Tạng thuần chủng đấy nhé. Cược luôn. Thế là hai con chó đấu với nhau chưa đầy 2 phút, chó ngao Tây Tạng bị thua, không dám sủa và gầm gừ nữa. Anh thanh niên đành phải trả cho ông lão số tiền như đã hứa hẹn. Vừa trả tiền, anh ta vừa đau lòng hỏi, ông ơi, đó là giống chó gì mà khỏe thế? Ông lão vừa đếm tiền vừa trả lời, ông cũng không biết nó được gọi là giống chó gì, chỉ biết rằng lúc nó chưa rụng lông, người ta gọi nó là sư tử. Giống như con chó của ông lão trong câu chuyện trên, nếu bạn thật sự là sư tử rồi, bạn cần gì phải chứng minh, cần gì phải khoe khoang. Sống ở đời, bạn cần gì phải so sánh với người khác, sống đúng với chính mình là đủ. Tại sao người ta lại thích khoe khoang? Tại vì họ coi trọng. Tại sao họ lại coi trọng? Bởi vì họ khát vọng. Vậy tại sao họ khát vọng? Đơn giản là vì họ thiếu thốn. Bạn càng hay khoe khoang cái gì, càng chứng tỏ bạn đang thiếu cái đó. Người có thực lực thật sự lúc nào cũng trong trạng thái bình tĩnh, ung dung để sống.